Sáng ngày 10 tháng 6, Phòng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ PC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an quận 10 đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân trên địa bàn. Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 40 phút ngày 9 tháng 6, người dân phát hiện ngọn lửa bùng cháy dữ dội xuất phát từ căn nhà 2 tầng trên đường Bắc Hải, phường 15, quận 10. Người dân xung quanh phát hiện liền hô hoán, dùng bình chữa cháy và nước dập lửa nhưng không thành. Do căn nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội, một số nhà dân bên cạnh sợ cháy lan tìm cách di chuyển ra khu vực an toàn. Nhận tin báo, phòng PC07 đã điều động 12 xe chữa cháy chuyên dụng cùng gần 70 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng chia nhiều hướng tiếp cận để chữa cháy, đồng thời cảnh sát phòng cháy chữa cháy hướng dẫn cứu 5 người, 4 người lớn và một cháu bé 3 tháng tuổi ra ngoài an toàn qua lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai. Đến 0 giờ 30 phút ngày 10 tháng 6, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn, may mắn không có thương vong về người. Phòng PC07 cho biết căn nhà cháy có kết cấu gồm một trệt, hai lầu, một sân thượng và có lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai. Trước đó, chủ hộ đã được Công an quận 10 tuyên truyền huấn luyện.